Thì chào tất cả các em. Hôm nay thầy hướng dẫn các em tính khoảng cách giữa hai đường thẳng cho nhau bằng phương pháp thể tích. Ở buổi học trước thầy đã hướng dẫn các em tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng bằng phương pháp thể tích. Buổi học ngày hôm nay thầy quy bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau về bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng và thầy sử dụng phương pháp thể tích để tính. Trước khi vào nội dung của buổi học ngày hôm nay, thầy nhắc lại phần lý thuyết tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng bằng phương pháp thể tích. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SAB. Các em quan sát hình vẽ như sau. Thầy có đây là mặt phẳng SAB. Thầy đang cần tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SAB. Bước thứ nhất, thầy nối M với S, M với A, M với B. Khi đó, thầy có được hình chóp tam giác S, M, A, B. Thầy tính thể tích của khối chóp tam giác này. Tính thể tích khối chóp S, M, A, B. Và các em lưu ý cho thầy là chúng ta sẽ chọn đỉnh là đỉnh S hoặc là đỉnh A hoặc là đỉnh B. Tùy theo từng bài toán xem chọn đỉnh nào mà dễ tính thể tích nhất. Chuyển sang bước số 2. Các em tính cho thầy diện tích tam giác SAB. Để tính diện tích tam giác SAB, thường thì thầy cho mình sử dụng công thức Herring để tính. P nhân P trừ SA nhân với P trừ SB nhân với P trừ đi AB. P ở đây là nửa chu vi. P bằng SA cộng SB cộng AB chia 2. Được chưa? Sau khi tính được diện tích của tam giác SAB thì thầy suy được ra khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SAB sẽ bằng 3 lần thể tích của khối chóp tam giác SMAB chia cho diện tích tam giác SAB. Vậy là để tính khoảng cách từ điểm M đến một mặt phẳng bằng phương pháp thể tích thì thầy không cần phải chia theo từng dạng. Đúng chưa các em? Khác với phương pháp tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng sử dụng phương pháp trực tiếp, thầy đã chia cho các em thành 3 dạng và hướng dẫn các em cách dựng khoảng cách của ba dạng đó rồi chúng ta tính. Bây giờ thì cho mình cùng chuyển sang phần lý thuyết tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau sử dụng phương pháp thể tích. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Thầy gọi là AB và CD. Và trong bài toán cụ thể thì hai đường thẳng này có tên cụ thể. Thầy phác họa hình như sau. Đây là đường thẳng AB. Còn đây là đường thẳng CD. Thầy đang cần tính khoảng cách giữa hai đường thẳng này. Thì bước thứ nhất, thầy xác định mặt phẳng P. Xác định mặt phẳng P. Mặt phẳng P này chứa một đường thẳng và các đường thẳng còn lại. Thì ví dụ mặt phẳng P chứa đường
CD nhá. Chữ CD. Cắt AB tại điểm A. Được chưa các em? Các em quan sát hình vẽ. Đây là mặt phẳng P của thầy. Chứa CD cắt AB tại điểm A. Vào trong bài toán cụ thể của chúng ta thì thường mặt phẳng P là mặt đáy hoặc là mặt bên. Các em lưu ý cho thầy. Chuyển sang bước số 2. Từ giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng P là điểm A này, thì kẻ đường thẳng AE song song với CD nhá. Từ giao điểm A, kẻ AE song song với CD. Và các em lưu ý với thầy, thường thì chúng ta kẻ nhá, thường thì kẻ AE song song và bằng luôn với CD. Được chưa các em? Tiếp theo thầy gọi Q là mặt phẳng chứa AB và AE. Gọi Q là mặt phẳng chứa AB và AE. Các em lưu ý với thầy là mặt phẳng Q này là gì? Trùng với mặt phẳng là gì? ABE. Đúng không các em? Đấy. Từ đây thầy suy được ra khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AB và CD sẽ bằng khoảng cách từ đường thẳng CD đến mặt phẳng Q, hay chính là bằng khoảng cách từ đường thẳng CD đến mặt phẳng ABE và bằng khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng ABE, hoặc là bằng khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng gì? ABE. Như vậy là thầy đã quy bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AB và CD về bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Mà khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng thì thầy đã hướng dẫn các em phương pháp thể tích để tính rồi. Đúng chưa? Vậy là thầy đã trình bày xong cho các em phần lý thuyết tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau sử dụng phương pháp thể tích, và nhắc lại lý thuyết tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng bằng phương pháp thể tích. Bây giờ thầy cho mình cùng vận dụng lý thuyết này vào một số ví dụ. Thầy cho mình cùng vào ví dụ thứ nhất. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng A. SA vuông góc với mặt phẳng đáy. SA bằng A. Ngoại MN lần lượt là trung điểm của SA, SC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau MN và BD. Các em nhắc thật nhanh cho thầy. Các em xong chưa? Bài toán của thầy cho mình thuộc bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Bây giờ thầy cho mình cùng phác họa hình vẽ và sử dụng phần lý thuyết mà thầy đã cung cấp để tính khoảng cách hai đường thẳng này. Để cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông, các em lưu ý thầy khi dựng hình chóp, các em dựng đáy trước. Đáy là hình vuông. Có cạnh bằng A. A, B, C, D. Các em ký hiệu vuông góc này. Ký hiệu các cạnh bằng nhau này. À. Sau khi dựng xong đáy rồi thì thầy cho mình cùng dựng chiều cao. Giả thiết cho SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Từ đây thì suy ra SA chính là chiều cao. Các em dựng SA vuông góc phẳng đáy. Và để cho SA bằng A, các em chỉ cần nối S với các đỉnh còn lại của hình vuông.
Khi đó các em có được hình chóp thỏa mãn yêu cầu bài ra. Thầy cho mình cùng xác định hai điểm MN. M là trung điểm của SA, N là trung điểm của SC. Đề bài yêu cầu tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và MN. Trong phần lý thuyết, thầy đã hướng dẫn các em rất cụ thể để tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Thì các em thực hiện các bước sau. Bước thứ nhất là các em phải xác định được một mặt phẳng P chứa một đường thẳng và cắt đường thẳng còn lại. Thì các em quan sát cho thầy trên hình vẽ xem mặt phẳng nào mà chứa một đường thẳng, cắt đường thẳng còn lại. Thầy thấy rằng gì? Các em nhìn này, mặt phẳng SAC thì chứa đường thẳng MN, có đúng không các em? Cắt đường thẳng BD tại điểm gì? O. Vậy là mặt phẳng P trong phần lý thuyết của thầy chính là mặt phẳng SAC. Chuyển sang bước 2. Từ giao điểm O của đường thẳng BD với cái mặt phẳng P hay là với mặt phẳng SAC, các em dựng đường thẳng song song với MN. Thế nhưng các em quan sát nha, thầy có MN song song với gì? AC. Do MN là gì? Đường trung bình của tam giác SAC. Vậy là cái đường thẳng mà chúng ta đang cần dựng đấy chính là đường thẳng AC, phải không các em? Rồi, vậy từ đây thì suy được ra khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau MN BD chính là bằng khoảng cách từ đường thẳng MN đến mặt phẳng chứa đường thẳng BD và đường thẳng AC. Và trong lý thuyết thì gọi là mặt phẳng Q. Còn trong bài toán của chúng ta chính là mặt phẳng đáy, phải không các em? Và thầy có lời giải cụ thể như sau. Rồi. Thầy có MN song song với AC. Do MN là đường trung bình. Của tam giác SAC. Từ đây thì suy được ra khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau MN và BD bằng khoảng cách từ đường thẳng MN đến mặt phẳng Q chính là mặt phẳng ABCD. Và chính là bằng khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng ABCD. Bây giờ thầy cho mình cùng đi tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng đáy ABCD. Các em quan sát này. Theo giả thiết thì SA vuông góc với mặt phẳng đáy. M nằm trên SA. Vậy là thầy có gì? MA vuông góc với mặt phẳng đáy. MA mà vuông góc với mặt phẳng đáy thì MA chính là khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng đáy. Phải không các em? Rồi, vậy thì có này, có MA vuông góc với mặt phẳng đáy ABCD vì SA vuông góc với phẳng đáy. Đây. Từ đây thì suy được ra khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng ABCD chính là bằng MA. Đoạn MA. Và đoạn MA này thì bằng 1/2 SA. Và kết quả bằng A trên 2. Đúng chưa các em? Và đây chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, chính là khoảng cách đường thẳng MN đến đường thẳng gì? BD. Vậy là thầy đã tính được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau MN và BD. Và bài toán của chúng ta là rơi vào cái trường hợp đặc biệt. Bài toán rất đơn giản nếu các em có được một cái phương pháp để tính. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang một số ví dụ khác phức tạp hơn. Ví dụ 2 thì trích từ đề thi Đại học Khối A năm 2012. Cho hình chóp SABC con đáy là tam giác đều cạnh A. Hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng đáy ABC là điểm H thuộc AB sao cho HA
A bằng 2 lần HB. Góc giữa SC và mặt phẳng đáy ABC bằng 60 độ. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau FA và BC. Kem nháp thật nhanh cho thầy. Kem xong chưa? Bài toán của thầy trò mình vẫn thuộc bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Để tính được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, thầy trò mình cần phác họa hình vẽ, sau đó sử dụng các bước giải trong phần lý thuyết mà thầy đã trình bày. Với bài này thì giả thiết cho góc giữa đường thẳng SC và mặt đáy ABC bằng 60 độ. Để khai thác được giả thiết này thì các em phải nhớ ngay đến cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Thầy nhắc lại cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng để các em tiện theo dõi. Thầy có đây là mặt phẳng P. Đường thẳng D của thầy đây. Thầy đang cần xác định góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P. Bước thứ nhất, các em xác định giao điểm, hay nói khác là điểm chung của đường thẳng D và mặt phẳng P. Thầy gọi là điểm A. Bước thứ hai, các em xác định hình chiếu vuông góc của điểm S bất kỳ nằm trên đường thẳng D lên mặt phẳng P là điểm H. Sau đó, các em nối điểm chung và điểm hình chiếu. Thì các em có được góc này, chính là góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P. Bây giờ thầy cho mình cùng vận dụng lý thuyết này vào ví dụ của chúng ta. Trước tiên, thầy cho mình cùng phác họa hình chóp SABC có đáy là một tam giác đều cạnh A. Để vẽ hình chóp thì các em vẽ đáy trước. Đáy là một tam giác đều cạnh A. A, B, C thì ký hiệu các cạnh bằng nhau. Tiếp theo thì cho mình cùng dựng chiều cao. Theo giả thiết thì hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng đáy là điểm H thuộc AB và AH thì bằng 2 lần HB. Với điểm H của thầy đây, SH chính là chiều cao, các em dựng SH vuông góc phẳng đáy. Sau đó, kem nối S với các đỉnh của tam giác. Khi đó, kem có được hình chóp SABC thỏa mãn yêu cầu bài đa. Bây giờ, thầy cho mình cùng xác định góc giữa đường thẳng SC và mặt đáy ABC. Điểm chung của đường thẳng SC và mặt đáy ABC là điểm C. Hình chiếu vuông góc của điểm S thuộc đường thẳng SC lên mặt đáy là điểm gì? H. Thầy nối điểm chung và điểm hình chiếu. Thì thầy có được góc này, chính là góc giữa đường thẳng SC và mặt đáy ABC. Để cho góc này bằng 60 độ. Bây giờ thầy cho mình cùng xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SABC. Trong phần lý thuyết thầy đã trình bày rất rõ. Bước thứ nhất, xác định mặt phẳng P chứa một đường thẳng và cắt đường thẳng còn lại. Bây giờ các em quan sát cho thầy trên hình vẽ xem mặt phẳng nào chứa một đường thẳng và cắt đường thẳng còn lại đây. Thầy thấy rằng mặt đáy A, B, C chứa đường BC cắt đường SA tại điểm A. Vậy là mặt phẳng P trong phần lý thuyết của thầy chính là mặt đáy A, B, C. Được không các em? Chuyển sang bước số 2. Từ giao điểm A của đường SA với mặt phẳng P, hay nói khác là với mặt phẳng đáy, các em kẻ AE song song với BC và thầy kẻ AE là song song và bằng với BC luôn nha. Rồi các em kẻ cho thầy.
Em nối luôn cho thầy S với E. Sau khi kem kẻ AE nhá, dựng AE thì kem lưu ý với thầy các đường sau sẽ chuyển thành đường nét đứt. Đường SA là 1 sẽ chuyển thành đường nét đứt. Đường AB cũng sẽ chuyển thành đường nét đứt này. Đường SH cũng chuyển thành đường nét đứt. Thế trên hình vẽ thì thầy không xóa đi mà thầy chỉ đánh dấu đường nét đứt ở đây. Còn khi các em làm bài thi thì các em phải nhớ là chuyển cho thầy các đường này trở thành đường nét đứt. Bây giờ thầy cho mình cùng tính khoảng cách từ đường thẳng BC đến mặt phẳng quy chứa đường SA và đường AE. Hay nói cái khác chính là tính khoảng cách từ đường BC đến mặt phẳng SA. E, đây chính là mặt phẳng quy trong phần lý thuyết, phải không các em? Và chính là bằng khoảng cách từ điểm B thuộc đường BC này đến mặt phẳng SAE. Vậy là thầy đã quy bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC về bài toán tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng S A, E. Và thầy trình bày như sau. Thầy có mặt phẳng ABC chứa BC cắt SA tại A. Mặt phẳng ABC chính là mặt phẳng P trong phần lý thuyết. Được chưa? Tiếp theo, từ A thầy kẻ AE song song và bằng với BC. AE song song và bằng với BC. Từ đây thầy suy được ra khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC sẽ bằng khoảng cách từ đường thẳng BC đến mặt phẳng quy trong phần lý thuyết chính là phẳng SAE. Đúng chưa? Nghe đây. Và chính là bằng khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAE. Bây giờ thầy cho mình cùng đi tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAE và thầy sử dụng phương pháp thể tích để tính nha. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAE. Thì đi tính thể tích của khối chóp tam giác SABE. Sau đó thầy sẽ tính diện tích tam giác SAE. Lấy 3 lần thể tích chia cho diện tích của tam giác SAE thì đó chính là khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAE. Được chưa các em? Rồi, trước tiên thầy cho mình cùng tính thể tích. Thể tích khối chóp tam giác SABE. Để tính được thể tích khối chóp tam giác thì thầy cho mình cần tính diện tích đáy và tính chiều cao. Thế thầy có ngay này, các em nhìn này. Đáy thì chọn là gì? ABE. Theo cách dựng của chúng ta thì diện tích của tam giác ABE bằng diện tích của tam giác ABC. Mà tam giác ABC là một tam giác đều cạnh A nên việc tính diện tích rất đơn giản. Thế có diện tích tam giác ABE bằng diện tích tam giác ABC và bằng căn 3 trên 4A bình phương. Được chưa các em? Tiếp theo thì cho mình cùng đi tính chiều cao. Chiều cao chính là SH. Muốn tính được SH, các em gắn vào một tam giác vuông để tính. SH thì sẽ gắn vào tam giác vuông SHC.
tam giác vuông này đã biết một góc là góc C bằng 60 độ. Phải chưa? Nếu thầy tìm được một cạnh, ví dụ thầy muốn tìm cạnh HC này, được chưa? Thì thầy sẽ tính được SH, phải không các em? Rồi, bây giờ thầy xét nhá. Xét tam giác vuông SHC, thầy có góc C nằm bằng 60 độ, thì viết tắt góc C bằng 60 độ, được chưa? Rồi, thầy đi tính HC. Bây giờ các em quan sát cho thầy xem HC chúng ta sẽ gắn một cái tam giác nào để tính nhá. Thế HC thì thầy thấy rằng cái tam giác này HBC, tam giác này đã biết được độ dài hai cạnh đó là gì? HB và BC rồi. Lại có được cái góc B này bằng 60 độ. Vì sao? À, vì cái tam giác ABC chúng ta làm một tam giác đều thì góc B bằng 60 độ. Vậy là thầy chỉ cần sử dụng định lý hàm số cos là thầy tính được HC, phải không các em? À, thầy có HC bình phương này thì sẽ bằng HB bình phương cộng với BC bình phương trừ 2 lần HB nhân với BC nhân cos góc B, nghĩa là cos 60 độ. À, đây chính là định lý hàm số cos, phải chưa các em? Các em thay vào, các em thay vào HB, HB thì bằng 1/3 lần AB. Vì sao? Vì AH bằng 2 lần HB theo giả thiết. Vậy cái này có kết quả bằng A trên 3 tất cả bình này cộng với A bình này trừ 2 này nhân với A trên 3 này nhân với A này cos 60 độ thì bằng 1/2. Các em tiến hành rút gọn thì các em được kết quả ở đây là 7A bình chia cho 9. Từ đây thì suy được là HC của chúng ta là bằng A căn 7 trên 3. Có được HC, có được góc C bằng 60 độ thì sử dụng gì? Hàm tan, đúng không? Thì có tan của 60 độ thì bằng SH chia cho HC. Từ đây suy ra SH sẽ bằng HC nhân tan 60 độ. Tan 60 độ là bằng căn 3 nhân với kết quả này. Các em có được kết quả là A căn 21/3. Và đây chính là gì? Là chiều cao. Có chiều cao, có diện tích đáy thì thầy tính được thể tích của khối chóp tam giác SABE bằng 1/3 chiều cao là A căn 21/3 này nhân với diện tích đáy căn 3/4 A bình. Tiến hành rút gọn thì các em có được ở đây là gì? A mũ 3 này nhân với rồi căn 7 chia cho 12 đơn vị thể tích. Đấy. Vậy là thầy đã tính xong phần thể tích của khối chóp tam giác SABE. Thầy cho mình cùng chuyển sang tính diện tích tam giác SAE. Các em quan sát, muốn tính được diện tích tam giác SAE thì thầy cho mình cần phải đi tính độ dài các cạnh, sau đó sử dụng công thức Cherong. Để tính được độ dài các cạnh thì các em lưu ý cho thầy là các em chỉ cần gắn vào các tam giác vuông, biết độ dài hai cạnh hoặc biết độ dài một cạnh và một góc để tính nha. Thì trước tiên thầy thấy rằng AE bằng với BC và bằng A, em có sẵn rồi. Có AE này bằng BC và bằng A. Thầy cho mình chỉ cần đi tính SA và tính SE nữa là xong. Thầy tính SA trước. SA thầy sẽ gắn vào tam giác vuông nào đây? À, tam giác vuông SAH. Tam giác này vuông tại H. Hai cạnh góc vuông AH SH biết rồi. Vậy là tính được cạnh huyền SA, đúng không? SA này sẽ bằng căn bậc 2 của SH bình cộng với gì? AH bình. Và bằng SH thì cho mình đã tính được ở bên trên, chính là A căn 21/3 tất cả bình phương cộng với AH thì sẽ bằng 2/3 lần gì? AB. Vì đoạn AB này chia làm 3 phần thì AH chiếm 2 phần.
Vậy là thầy có được là gì? 2A trên 3 tất cả bên. Kem tiến hành rút gọn thì kem có được kết quả là 5A trên 3. Vậy là thầy có được cạnh SA. Tiếp theo thầy cho mình tính cạnh SE. Nếu tính được cạnh SE nữa là thầy có được diện tích nha. Muốn tính SE thì lại phải gắn vào một tam giác vuông để tính. Chúng ta sẽ gắn tam giác vuông nào. Các em lưu ý thầy nhé, là cái đường SH này là vuông góc với mặt phẳng đáy, nên nó vuông góc với mọi đường nằm trong mặt phẳng đáy. Vậy thì khi mà gắn vào tam giác vuông đấy, thường thì chúng ta sẽ chọn cái tam giác vuông mà có chứa cái đường SH này, đúng không? Rồi, vậy thì thầy chỉ cần nối này, nối E với H. Thì thầy có ngay đây chính là tam giác vuông tại H. Biết SH rồi. Nếu mà thầy tính được cạnh góc vuông HE này thì đương nhiên là tính được cạnh huyền SE. Thì em quan sát cho thầy là HE chúng ta sẽ tính làm sao đây? À HE, để tính HE thì cũng không có gì khó cả. Thì em nhìn nhá, HE thầy sẽ gắn vào tam giác là gì? AHE. AHE. Thì thầy có góc này bằng với góc B thì bằng 60 độ. Hai góc so lẻ trong. Phải không các em? AH biết rồi. AE biết rồi. Vậy là thầy dùng định lý hàm support là thầy tính được EH, à, tính được HE. Có được HE, có được SH thì thầy sẽ tính được cạnh huyền SE. Đúng không các em? Nó có một cái cách khác là các em thấy rằng hai cái tam giác này AHE sẽ bằng tam giác là AHC, hai tam giác bằng nhau thì thầy sẽ có được gì? HE bằng HC, mà HC chúng ta tính được ở bên trên rồi thì thầy lại có được ngay là HE. Thế bây giờ thầy sẽ làm trong trường hợp tổng quát là chúng ta sẽ dựa định lý hàm số cốt để tính, để cho các em quen cái định lý hàm số cốt để có thể vận dụng cho các bài khác. Được chưa? À vậy thì thầy có này, có HE, HE bình phương thì sẽ bằng AE bình phương cộng với AH bình phương trừ 2 lần AE nhân với AH nhân với cốt của góc A, cốt 60 độ. Bây giờ các em thay vào thì các em có được kết quả là gì đây? Thay vào nhá. AE là A bình cộng với AH, AH là 2A trên 3 tất cả bình, đúng chưa? Trừ đi 2 lần A nhân 2A trên 3 nhân cốt 60 độ bằng 1/2. Các em tiến hành rút gọn thì các em cũng được kết quả ở đây chính là 7A bình chia cho 9. 7A bình chia 9. Từ đây thầy suy được ra HE. HE thì bằng A căn 7 trên 3. Đấy. Có được HE, SH có được rồi. Thì từ đây thầy suy được ra cạnh huyền SE. SE bằng căn bậc 2 hai cạnh góc vuông, đó là SH bình phương cộng HE bình phương. Các em tiến hành thay số nào. SH, SH thì chúng ta có được ở bên trên, đó là gì? A căn 21/3. A căn 21/3 tất cả bình này cộng với gì? A căn 7/3 tất cả bình. Có đúng không các em? Và các em tính toán thì các em có được kết quả ở đây chính là gì? À, 2 căn 7 A chia cho 3. Như vậy là thầy đã tính được độ dài 3 cạnh của tam giác S A E. Từ đây thầy suy được ra nửa chu vi P bằng SA cộng với AE này cộng với gì? SE chia 2. Kết quả bằng. Kết quả bằng. Các em thay vào nhá. SA, SA chúng ta tính được rồi. SA đây là 5 A trên 3 này cộng với A này cộng 2 căn 7A
chia cho 3 tất cả trên 2. Các em đặt nhân từ chung là a ra ngoài, sau đó các em quy đồng và rút gọn thì các em được kết quả ở đây chính là a nhân với gì? 8 cộng với 2 căn 7 chia cho 6. Và thầy có được diện tích của tam giác SAE bằng căn bậc 2 của P nhân với P trừ cạnh SA nhân với P trừ cạnh AE rồi nhân với P trừ cạnh SE. Thế cho mình cùng thay. Kết quả này tương đối cồng kềnh. P là bằng A nhân với 8 cộng 2 căn 7 chia cho 6 nhân với P trừ cạnh SA. P của chúng ta đây SA, SA của chúng ta là bằng 5A chia cho 3, phải chưa? Các em thay vào, sau đó các em đặt chân từ chung là A ra ngoài nha. Đặt chân từ chung là A ra ngoài thì đây các em có được kết quả là gì đây? Đây chúng ta sẽ có được kết quả 8 cộng với 2 căn 7 trên 6 trừ đi 5/3, đúng không? Vậy thì các em được kết quả là 2 căn 7 trừ 2 chia cho 6. Tiếp theo này, các em thay B vào đây, thay AE vào đây. AE của chúng ta là bằng A, các em thay vào. Sau đó em đặt nhân từ chung là A ra ngoài thì các em có này 8 cộng 2 căn 7 chia 6 trừ đi 1, trừ đi 1. Vậy các em được kết quả là 2 cộng với 2 căn 7 chia cho 6. Được chưa? Tiếp theo các em lại thay P vào đây, thay SE vào đây. SE là 2 căn 7 A trên 3. Thay vào, các em đặt nhân từ chung là A thì các em lại có được kết quả là 8 trừ đi 2 căn 7 chia cho 6. Được chưa? Bây giờ các em quan sát này, trong căn chúng ta có A nhân A nhân A nhân A bằng A mũ 4. Đưa ra ngoài căn chính là A bình phương bằng A bình phương này. Mẫu này 6 nhân 6 nhân 6 nhân 6 thì bằng 6 mũ 4, ra ngoài bằng 6 bình phương. Vậy kết quả trên là 36 này, nhân với căn bậc 2 của các em chỉ cần sử dụng máy tính, các em bấm thôi. Biểu thức 8 cộng 2 căn 7 nhân với biểu thức 2 căn 7 trừ 2 nhân với biểu thức 2 cộng 2 căn 7 nhân với biểu thức 8 trừ 2 căn 7. Thế các em có được ngay kết quả ở đây, đó là bằng gì? 864. Và các em được kết quả là bằng A bình căn 6 chia cho 3. Vậy là thầy đã tính được diện tích của tam giác SAE. Có diện tích, có thể tích. Từ đây thầy suy được ra khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAE sẽ bằng 3 lần thể tích. Thể tích chúng ta tính được ở trên chính là A mũ 3 căn bao nhiêu? 7 chia cho 12, đúng không các em? Rồi chia cho diện tích chúng ta tính được đây chính là A bình căn 6 chia cho 3. Các em tiến hành rút gọn thì các em được kết quả chính là bằng bao nhiêu? A căn 47 chia cho 8. Và khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAE như thầy đã lý luận chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC. Như vậy là thầy đã tính được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC thông qua việc tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Và thầy đã sử dụng phương pháp thể tích để tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Phương pháp này là nó không phải dựng hình và không phải dựng khoảng cách. Chỉ cần các em khéo léo trong việc tính diện tích và tính thể tích. Và thầy lưu ý cho các em là các em đừng ngại công thức tính diện tích, sử dụng công thức theorem đông này. Nhìn thì cồng kềnh nhưng việc tính ra kết quả rất là đẹp. Được chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ví dụ tiếp theo.
Ví dụ số 3, thầy trích từ đề thi đại học quốc đê năm 2014. Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác vuông cân tại A, mặt bên SBC là tam giác đều cạnh A và mặt bên SBC vuông góc với mặt phẳng đáy ABC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC. Các em nhát thật nhanh cho thầy. Các em xong chưa? Bài toán của chúng ta vẫn thuộc bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Bây giờ thì cho mình cùng phác họa hình vẽ. Hình chóp SABC có đáy là một tam giác vuông cân tại đỉnh A. Thầy dựng đáy. A, B, C là một tam giác vuông cân tại A. Tiếp theo thì cho mình cùng dựng chiều cao. Theo giả thiết thì mặt bên SBC vuông góc với mặt phẳng đáy. Từ đây thì suy được ra đường cao SH của tam giác SBC chính là chiều cao của hình chóp. Thế nhưng tam giác SBC là một tam giác đều, vậy H là trung điểm của BC. Được chưa? Thầy dựng SH vuông góc với mặt phẳng đáy. Sau đó thầy nối S với A. S với B, S với C. Khi đó thầy có được hình chóp thỏa mãn yêu cầu bài ra. Và các em lưu ý cho tam giác này của thầy. Đó, là một tam giác đều cạnh A. Bây giờ thầy cho mình cùng xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau S, A, B, C. Bước thứ nhất, thầy cho mình cùng xác định mặt phẳng P chứa một đường thẳng và cắt đường thẳng còn lại. Các em quan sát trên hình vẽ xem mặt phẳng P là mặt phẳng nào. Thầy thấy rằng mặt đáy A, B, C chứa đường BC cắt đường SA tại điểm A. Như vậy là gì? Mặt đáy ABC chính là mặt phẳng P trong phần lý thuyết. Bước thứ hai, từ giao điểm của đường thẳng SA này với mặt đáy ABC, thầy kẻ AE song song với BC và thầy kẻ song song và bằng luôn nhá với BC. Thầy có như sau. Đây chính là điểm E. Thầy nối S với E. Được chưa? Thế kem lưu ý cho thầy, sau khi mà kem đã dựng được AE thì cái đường AB của thầy này sẽ biến thành đường nét đứt. Thế nhưng trên bảng thì thầy không xóa đi mà thầy đánh dấu đường nét đứt. Còn trong bài thi thì kem nhớ là kem chuyển cho thầy đường này thành đường nét đứt nhá. Rồi. Và bây giờ thầy cho mình chỉ cần đi tính khoảng cách từ đường thẳng BC này đến mặt phẳng Q chứa đường SA và đường AE chính là mặt phẳng SAE này. Đúng chưa? Rồi. Thì chúng ta sẽ có được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Và khoảng cách từ đường thẳng BC đến mặt phẳng SAE chính bằng khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAE. Thầy trình bày như sau. Thầy có mặt phẳng đáy ABC chứa BC cắt SA tại điểm A. Mặt đáy chính là mặt phẳng P trong phần lý thuyết. Từ A thầy kẻ AE song song và bằng với BC. Từ đây thầy suy được ra khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC bằng khoảng cách
từ đường thẳng BC đến mặt phẳng là SAE. Mặt phẳng SAE chính là mặt phẳng quy trong phần lý thuyết mà thầy đã trình bày. Và thầy chọn bằng khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAE. Bây giờ thầy cho mình cùng tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAE và thầy sử dụng phương pháp thể tích để tính. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng SAE. Để tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAE bằng phương pháp thể tích thì thầy cho mình sẽ đi tính thể tích khối chóp SABE. Đúng chưa? Sau đó thầy cho mình đi tính diện tích tam giác SAE. Lấy 3 lần thể tích khối chóp SABE chia cho diện tích tam giác SAE thì có được khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAE. Đúng chưa? Vậy trước tiên thầy cho mình đi tính thể tích khối chóp trước. Tính thể tích khối chóp SABE. Đáy thầy chọn chính là tam giác ABE. Chiều cao là đường nào đây? Chiều cao là SH. Vì sao? SH vuông góc với mặt phẳng đáy thì đương nhiên vuông góc với mặt phẳng ABE. Đúng không các em? Vậy là SH là đường cao và đáy là tam giác ABE. Rồi, thầy cho mình cùng đi tính chiều cao trước. Có H ở đây chứ bằng SH. SH là gì? SH chính là đường cao trong tam giác đều có cạnh bằng A. Nên việc tính SH rất đơn giản, bằng A căn 3 trên 2. Tiếp theo thì cho mình cùng tính diện tích đáy ABE. Thì thầy có diện tích đáy ABE bằng diện tích tam giác ABC. Phải không? Thế để tính được diện tích tam giác ABC thì các em lưu ý với thầy, tam giác ABC này là một tam giác vuông cân tại đỉnh A nhá, là một tam giác vuông cân tại đỉnh A. Thế các em quan sát này. Đấy, thầy nối này. Thầy nối A với H thì do tam giác ABC là một tam giác cân tại A, AH là đường trung tuyến sẽ là đường cao. Phải không? Vậy thì thầy có được AH ở đây là đường cao của tam giác ABC. Thấy chưa? Có AH trước. AH là trung tuyến của tam giác vuông thì sẽ bằng 1 phần 2 cạnh huyền BC. Phải chưa? Bằng 1 phần 2 BC mà BC bằng A, vậy bằng A trên 2. A trên 2. Từ đây thì suy được là diện tích tam giác ABC. Diện tích tam giác ABC bằng 1 phần 2 chiều cao AH là A trên 2 nhân với cạnh đáy BC bằng A. Kết quả là A bình chia cho 4. Có diện tích đáy, có chiều cao, suy ra thể tích, thể tích khối chóp tam giác SABE nhá, bằng 1 phần 3 chiều cao nhân diện tích tam giác ABE và bằng 1 phần 3 chiều cao nhân với diện tích tam giác ABE chính là bằng diện tích của tam giác ABC theo cách sự, đúng chưa? Và kết quả ở đây, bằng chiều cao 1 phần 3 này, chiều cao A căn 3 trên 2, diện tích đáy là A bình trên 4. Các em tiến hành nút gọn, các em được kết quả là gì? A mũ 3 căn 3 chia cho bao nhiêu? 24. Phải chưa? Đơn vị thể tích. Như vậy là thầy đã tính xong phần thể tích của khối chóp tam giác SABE. Tiếp theo thì cho mình đi tính diện tích của tam giác SAE. Các em quan sát tam giác SAE. Để tính được diện tích tam giác này thì sẽ sử dụng công thức Herring.
Mà muốn dùng được công thức kia đông thì các em phải tính được độ dài các cạnh. Thế thầy có ngay AE thì bằng với gì? À, BC và bằng A theo cái sự. Phải có AE bằng BC và bằng A. Được chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng đi tính SA và tính SE. Các em lưu ý để tính được độ dài một đoạn thẳng thì các em cứ gắn vào một tam giác vuông đã biết hai cạnh góc vuông hoặc biết một cạnh một góc để tính. Thế SA này thì sẽ gắn tam giác vuông nào? À đúng rồi, thầy sẽ gắn tam giác vuông SAH. Vì SH vuông góc phẳng đáy thì đương nhiên vuông góc với AH. Phải chưa? Rồi, SA của thầy đóng vai trò là cạnh huyền bằng căn bậc 2 của SH bình cộng với AH bình. Kết quả bằng căn bậc 2. SH chúng ta tính được bên trên rồi, chính là A căn 3 trên 2 tất cả bình cộng với AH bằng A trên 2 tất cả bình. Kem tính kết quả ra bằng A. Vậy là thầy đã tính được xong SA. Tiếp theo mình cho mình cùng đi tính SE. Muốn tính được SE thì chúng ta lại gắn một tam giác vuông thôi. À, thầy sẽ gắn tam giác vuông SEH. Tam giác này vẫn vuông tại H nhá. Thầy nối này, nối H với E. Được chưa? Thế tam giác vuông này đã biết một cạnh góc vuông là SH rồi. Bây giờ thầy cho mình chỉ cần đi tính HE thôi. Nếu tính được HE thì biết hai cạnh góc vuông thì tính được cạnh huyền SE, đúng không các em? Thế bây giờ chúng ta tính HE. Các em quan sát, HE chúng ta sẽ gắn bằng một tam giác nào đây? Nha, các em quan sát này. Mình có AH là vuông góc với gì? BC. BC song song với gì? AE. Tất cả các đường này đều nằm trong một mặt phẳng. Vậy là theo tính chất của nhiều phẳng thì thầy có đây cũng vuông. Phải chưa? Rồi. Vậy là để tính được EH này thì thầy sẽ gắn vào tam giác vuông AEH. Phải chưa? Rồi thì thầy có này. Có. HE bằng căn bậc 2 của AE bình cộng với AH bình. Được chưa? Kết quả bằng căn bậc 2 của A bình cộng với A trên 2 tất cả bình bằng A căn 5 trên 2. Và thầy giải thích ở đây là vì tam giác AEH vuông tại A. Do góc EAH bằng góc gì? AHB và bằng 90 độ. Đấy. Có được HE rồi thì thầy tính được ngay SE. Từ đây thầy suy được là SE là cạnh huyền trong tam giác vuông này sẽ bằng căn bậc 2 của SH bình cộng với gì? HE bình. Các em thay vào, các em được kết quả là gì đây? Căn bậc 2 này của SH bình phương nha. SH sẽ là bao nhiêu? Rồi, SH này thì bằng A căn 3 trên 2 tất cả bình cộng với HE vừa chúng ta tính được rồi, A căn 5 trên 2 cả bình. Các em tìm được là kết quả ở đây chính là bằng A căn 2. Được chưa? Rồi. Có được độ dài ba cạnh. Từ đây thầy suy được ra ở chu vi P bằng tổng ba cạnh chia cho 2 nhá. A cộng A căn 2 trên 2. Kết quả ở đây là bằng A nhân với 2 cộng căn 2 trên 2. Có được nửa chu vi thì suy ra diện tích tam giác S A, E. Diện tích tam giác này tương đối dài. Các em ghi nhé. P nhân với P trừ đi cạnh A, E này. Rồi. Nhân với P trừ cạnh S, A này. Nhân với P trừ đi cạnh S, E.
Thì cho mình cùng thầy. Kết quả rất là dài luôn. Rồi. P ở đây thì các em có được bao nhiêu nhỉ? P là bằng A này nhân với 2 cộng căn 2 chia 2 này nhân với P trừ đi AE. Các em thay P vào đây, thay AE, AE bằng A vào, được chưa? Thì các em có được kết quả là A nhân với căn 2 trên 2. Các em thay P vào đây, thay SA bằng A vào, các em quy đồng đi, thì các em lại được là A nhân với căn 2 trên 2. Các em thay P vào đây, thay SE vào đây, SE là A căn 2 nha. Thì các em cũng quy đồng, thì các em có được kết quả A nhân với ngoặc 2 trừ căn 2 trên 2. Đấy. Thì các em nhìn cho thầy này, trong căn này A nhân A nhân A nhân A là bằng gì? Là mũ 4, đúng không? Ra ngoài căn thì sẽ bằng A bình phương. Mẫu này 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 bằng 24. Ra ngoài bằng 2 bình phương bằng 4. Biểu thức trong căn 2 cộng căn 2 này nhân với căn 2 nhân căn 2 nhân với 2 trừ căn 2. Thì các em tìm được ra kết quả là bằng bao nhiêu? Bằng 4. Vậy thì có kết quả đây là A bình chia cho 2. A bình chia 2. Như vậy là thầy đã tính được diện tích. Tính được diện tích thì thầy suy được ra khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAE này sẽ bằng 3 lần thể tích. Thể tích các em tính được ở trên rồi, chính là gì nhỉ? A mũ 3 căn 3 chia cho gì? 24. Chia cho diện tích ở đây là bao nhiêu? Diện tích chúng ta tính được rồi bằng A bình trên 2. Các em tiến hành rút gọn kết quả này thì các em được kết quả thì cho luôn ở đây, đó là gì? A, đúng chưa? Căn 3 trên 4. Căn 3 trên 4. Và khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAE thì chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC. Vậy là thầy đã tính được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC là bằng A căn 3 trên 4. Và thầy đã dựa vào bài toán tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAE sử dụng phương pháp thể tích. Vậy là thầy đã trình bày xong cho các em đề thi đại học khối D năm 2014. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng cách quy về bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng và thầy sử dụng phương pháp thể tích để tính. Ví dụ số 3 cũng là ví dụ cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Như vậy là gì? Với bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, ngoài phương pháp tính trực tiếp mà thầy đã hướng dẫn các em ở các tiết trước, thì hai buổi gần đây thầy đã hướng dẫn các em phương pháp thể tích chỉ sử dụng kiến thức lớp 12 để tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Thầy hy vọng rằng với những lý thuyết mà thầy cung cấp sẽ giúp cho các em có được một phương pháp để làm các bài toán về hình học không gian. Thầy chúc tất cả các em ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau.